bài mới. Mẫu đèn này có tên gọi là DJ Royal Tinger 2-in-1 New. Đây là một mẫu đèn kết hợp giữa đèn LED quét tia và đèn laser. Nó tạo ra những cái hiệu ứng rất là ảo. Nó được thiết kế rất là gọn nhẹ để mọi người có thể dễ dàng treo lắp. Mọi người mua trang trí cho những phòng bay, phòng karaoke hoặc là trang trí cho những buổi tiệc party tại nhà rất là đẹp. Đèn có chế độ cảm ứng neo nhạc, chạy auto tự động và điều khiển qua bàn điều khiển DMS. Đèn có thể sử dụng tốt cho không gian từ 20 cho đến 40 mét vuông. Nó có thể quét ra những cái luồng tia rất là sắc nét, màu sắc rất là đẹp. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại studio của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bose L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.